Hello cả nhà. Sau khi dọn nước giặt xong thì em lại quay cho mọi người xem, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũng như cái đồ hoành tráng của chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nha cả nhà nhé. Đấy, đây là chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nha cả nhà. Bắt đầu 5 giờ là xe xuồng ghé hoạt động tưng bừng luôn. Và giờ này là bắt đầu là gần như là tan thôi nha cả nhà, nhưng gần như tan ghe thôi, chứ còn ở trên chợ thì bắt đầu mới họp này. Mới giờ này thôi nhưng mà cực kỳ đông luôn. Đấy. Ai mà vào Cần Thơ thì nhớ ghé chợ nổi Cái Răng nha cả nhà nhé. Đấy, mới 5 giờ sáng là họp hành qua lại tưng bừng luôn. Cảnh đẹp Cần Thơ thì khỏi phải nói, mê ly luôn. Chợ nổi Cái Răng rồi bến Ninh Kiều, chỗ nào cũng đẹp. Người dân thì thân thiện, hiền lành, rất là thích luôn nha cả nhà nha. Đi vào những cái chỗ này cực kỳ thích luôn. Đấy, chờ đấy. Cái gian hàng của Béo Đực thì đứng ngay cổng chờ luôn nha cả nhà nhé. Đây, gian hàng của Béo Đực thì đứng ngay cổng chờ Cái Răng luôn. Đây, chờ Cái Răng này. Bọn em đứng ngay cổng luôn. Đấy, cái gian hàng của chúng em đứng ngay cổng luôn nha cả nhà nhé. Đấy, hai chị gái và em gái Trần Diễm và Ánh Ngọc này, tổng Sài Gòn và tổng Cần Thơ đang lo soạn hàng đấy. Và em thì là phải lo công tác quay để cho mọi người được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của chợ Cái Răng Cần Thơ. Chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp cũng như đồ đông đúc và đồ hoành tráng của cái khu chợ nổi Cái Răng. Cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Đấy, cho cả nhà mình xem. Hoạt động rầm rộ cả trên bờ và cả dưới nước luôn cả nhà. Khu chợ này đông lắm luôn, cực kỳ đông luôn. Quê em miền sông nước. Cho cả nhà mình xem. Ai chưa được đến thì vô đây là xem là biết chợ nổi Cái Răng nha cả nhà nhé. Đây, một bên là sông và một bên là chợ. Đấy nha cả nhà. Bên đây là chợ. Chợ này lớn lắm luôn á. Thì nếu mà riêng tỉnh cái khu chợ này luôn thì đi hồi nãy giờ là thấy không có cái chợ nào bằng luôn á. Phải nói cực kỳ lớn luôn như cả nhà. Dạ, con xin lỗi cô. Đây, gian hàng của chúng em đã bày biển xong hoành tráng, đẹp mê ly luôn rồi. Em Ngọc Cần Thơ đây nha cả nhà nhé. Đấy, chủ thị trường Cần Thơ. Cần Thơ, đây là chủ thị trường thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu nha cả nhà nhé, chị Trần Diệp. Mua cặp nó xả đấy thôi. Vừa trong đầu tiên mua 1 cặp 3 thôi. Cô ơi, nước giặt xả hôm nay khuyến mãi nha cô. Ưu tiên cho 10 khách đầu tiên may mắn.
được nói chứ không biết. Alo, alo. Alo, 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 alo. Alo. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo.